Chiều ngày 5 tháng 12, tại phòng họp Diên Hồng Tòa nhà Quốc hội, Bộ Chính trị Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục phiên làm việc hội nghị toàn quốc để nghiên cứu, học tập, quán triệt, nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới theo đó mục tiêu nêu rõ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị bảo đảm hiệu quả thiết thực sát thực tiễn đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của đảng trong giai đoạn mới giữ vững nguyên tắc của đảng đồng thời phát huy sự chủ động sáng tạo của các cấp ủy tổ chức đảng và cán bộ đảng viên của từng cơ quan tổ chức cá nhân trong hệ thống chính trị nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương đường lối của đảng nhất là thể chế hóa cụ thể hóa thành luật và các văn bản dưới luật tạo chuyển biến thực sự đạt kết quả cao trong thực hiện chủ trương đường lối của đảng ở các cấp đề cao trách nhiệm của tập thể phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên người đứng đầu trong thực hiện chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước gắn với kiểm soát quyền lực chặt chẽ xây dựng phương pháp công tác, lê lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng thực sự khoa học, dân chủ, sát với thực tiễn, bảo đảm sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng thông suốt từ trung ương đến cơ sở. Đồng chí trưởng ban tổ chức trung ương Trương Thị Mai cũng đã phân tích và làm rõ 6 nhiệm vụ giải pháp cụ thể đó là đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao chủ trương đường lối của Đảng, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tổ chức cán bộ đẩy mạnh cải cách hành chính đổi mới phong cách lãnh đạo phương pháp công tác lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của đảng từ trung ương tới cơ sở kết thúc phiên làm việc buổi chiều ngày 6 tháng 12 hội nghị toàn quốc để nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 tiếp tục ngày làm việc thứ hai và bế mạc